Nói dữ kìa. Con đợi mẹ đi nữa, con chở mẹ đi. Mẹ bị đau chân quá à. Đau chân mỗi đi bộ đi. Mỗi đi bộ. Cho mẹ đi lại. Hai con cho mẹ mượn xe đi. Con cho mẹ mượn xe đi. Hai người tại nhanh giống mười. Nhanh không? Nhanh. Chút chút đỏ luôn. Con đợi mẹ nữa. Mẹ đang lên đường à, cho vô chỗ xe đạp nha các bạn. Hay quá ta. Bạn nơi gì? Trời. Con hắn lại con đợi bạn, mẹ đi. Nghe mẹ kêu không? Mẹ đi không lại con nè. Bây giờ hàng rào cây xanh nè các bạn. Hôm nay mình dắt Gio đi xe đạp á. Gio ơi, có xe con, chạy vô con. Chạy vô. Chạy vô lề đứng nè. Xe tới. Nè, mẹ kêu nè, con chào các bạn đi. Con chào các bạn đi. Các bạn chưa nghe con nói nè.